Ngọc Mai này, tôi nghĩ nếu như là chiếc máy bơm ngoài chức năng bơm nước, nó còn có các công năng như là phát điện hay là bơm thuốc cho hoa màu thì tiện lợi và tiết kiệm biết mấy ha. Sẽ thật bất ngờ khi mà điều chị Hồng Thức nghĩ đã được thực hiện. Do một chiếc xe 5 trong 1 có thể thực hiện tất cả các việc như là quét vôi đường, tưới cây, phun thuốc, quét vôi tường và rửa xe đã ra đời. Đặc biệt hơn là sử dụng năng lượng xanh, tuyệt đối không ảnh hưởng đến môi trường. Và có một điều sẽ khiến cho chị Hồng Thức cũng như là quý chị và các bạn ngạc nhiên hơn nữa, đó chính là sáng chế này do hai em là Nguyễn Thái Bình và Trần Trung Nghĩa, học sinh lớp 9 trường Trung học Nội trú Hiêm Lam, tỉnh Hậu Giang nghĩ ra. Xe được cấu tạo từ bộ phận điều khiển nạp, đèn LED, áp quy 12V đến 7,2 ampe, bộ đổi điện DC, máy bơm nén áp lực cao 12V đến 2,5 ampe, thùng bơm và pin năng lượng mặt trời. Nhờ năng lượng mặt trời mà năng lượng sẽ được truyền trực tiếp cho áp quy tạo nguồn năng lượng sử dụng. Tuy nhiên, để điện áp ổn định, người sử dụng lắp đặt thêm bộ đổi điện DC. Mô hình sẽ được khởi động và thay đổi tốc độ vận hành dựa trên bộ điều khiển ở chế độ tự động hay do người dùng điều khiển. Nhờ vào máy bơm nén áp lực có gắn đầu ống mà có thể gắn nhiều đầu ra để tạo nên nhiều hoạt động khác nhau. Về nguyên lý hoạt động của máy á, thì là pin năng lượng mặt trời chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện năng nạp sạc cho ắc quy thông qua bộ điều khiển nạp sạc. Ắc quy cung cấp điện năng cho hệ thống đèn LED hoạt động và máy bơm ở chế độ trực tiếp là 12V hoặc có thể thông qua bộ đổi điện DC đến máy bơm để có thể điều chỉnh cường độ dòng điện qua máy. Máy có thể thực hiện 5 chức năng là quét vôi trên đường xi măng, tưới hoa kiển, rửa xe, quét vôi trên tường và phun thuốc bảo vệ thực vật. Được biết, nhờ hệ thống hoạt động trên, xe có thể thực hiện việc quét vôi đường, hạn chế tai nạn giao thông, tưới cây, phun thuốc cây ăn quả và rửa xe. Chính những ưu điểm nổi bật này mà mô hình đã giành giải đặc biệt trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia diễn ra tại Đồng Nai.